Ok, chào tất cả các bác và những đôi loa JBL8120 liên tục di chuyển đến cho các bác. Giá là 6.500.000 đồng các bác nhá. Đây là hàng một trong những đôi loa có thể nói là hay nhất ở trên thị trường hiện tại. Và mấy ngày hôm nay thì em đi các bộ karaoke liên tục các bạn. Các bác có thể theo dõi kênh của bên em thì là dịp Tết này thì các bác đã đặt rất là nhiều thì các bác nhanh tay đặt sớm giúp em các bác nhá. Các bác có điều kiện thì cứ đặt trước đi. Thì là đến Tết thì sợ là bên em sẽ quá tải và không làm kịp. Ở đây là một trong những đôi loa hay nhất các bác nhá. Số lượng thì là còn khoảng 50 đôi nữa thì may thì là gấp được 50 bộ nữa từ đón Tết. Đây là các bác thích những bộ karaoke âm thanh hoàn hảo ở gần cứ quanh khu vực em ở Hưng Yên, cứ quanh bán kính là 100 km đến hơn một tí nữa thì là em vẫn đi lắp đặt tại nhà đến cho các bác được các bác nhá. Đây là một trong những đôi loa rất là hay và em rất là ưng ý. Tiếng bát của nó ra cực kỳ căng, cũng không nhất thiết phải trầm. Tất nhiên thì có trầm là sẽ hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà đôi loa này thì là không nhất thiết phải trầm. Các bác nào dùng đang ở trong nhà ống thì các bác tốt nhất là không cần mua trầm các bác nhé. Nhà ống thì nó đánh, nếu mà thêm trầm nó đánh loạn nhịp. Chỉ cần một đôi này thôi là dư sức rồi. Đấy, 8120 K2 phiên bản loại 1, côn 76 từ 190 bát JB các bác nhé. Bác màng mắm tôn thì các bác có thể xem lại video của em. Hiện tại em đang hơi ốm một chút nhưng mà không sao, vẫn cố gắng cày cuốc lốt mùa Tết năm nay gửi đến cho các bác có nhá. Đấy. Đây này các bác lưu ý cho em là tem nhôm các bác nhá. Tem nhôm và cái này của nó rất là dày, em bóc cho các bác luôn. Đấy. Nó rất là dày, nó không phải là cái em sẽ có một cái dòng nữa sắp tới em sẽ ra nhưng mà nó chỉ hơn 2 triệu thôi. Dòng này dòng đắt nhất là 6.500.000 đồng. Nó có rất là nhiều loại, các bác không xem kỹ là các bác cũng không thể nắm biết được. Ok, cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác vào trong những clip lần sau ạ. Các bác muốn mua những đôi loa hay thì đây là lựa chọn hoàn hảo cho các bác và bảo hành cho các bác chục năm luôn, bảo hành không bao hỏng được cái đôi loa này. Các bác nào đi qua cho xin đợt like và một đợt đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bác ạ. Đóng hàng đi cháu.